Cô Quỳnh Nguyễn là co-founder thương hiệu tiếng Anh giao tiếp Cô Quỳnh Nguyễn, trực thuộc Anh ngữ Amazing You. Cô được biết đến là một chuyên gia trong lĩnh vực luyện ngữ âm chuyển giọng Anh Mỹ với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên và người đi làm. Với sự trẻ trung, tâm huyết với nghề, tận tâm trong giảng dạy, luôn khát vọng giúp đỡ các bạn học viên nâng cao trình độ tiếng Anh để phát triển sự nghiệp, Cô Quỳnh Nguyễn đã được hàng trăm nghìn học viên yêu mến, tin tưởng theo học và trở thành hình mẫu lý tưởng cho các bạn trẻ noi theo. Ngoài giảng dạy, cô cũng là nhà sáng lập và điều hành dự án Amazing Culture Exchange, kết nối sinh viên với những người bạn quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hồng Kông, Thái Lan, Anh, tạo ra hệ sinh thái rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và tìm hiểu về văn hóa nước bạn. Cô cũng thường xuyên được các câu lạc bộ của Trường Đại học Thương mại và Đại học Greenwich Việt Nam mời là diễn giả của các sự kiện sinh viên chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và truyền động lực giúp người học vượt qua những khó khăn khi học tiếng Anh. Đặc biệt, vào năm 2018, cô đã được Đại sứ quán Mỹ vinh danh là một trong 40 nữ lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Năm 2021, cô tiếp tục được lựa chọn là một trong 12 đại diện Việt Nam tham dự hội nghị giáo dục Young Southeast Asian Leaders Initiative Summit 2021 do Đại sứ quán Mỹ kết hợp cùng Đại học Arizona State University tổ chức. Kim chỉ nam của cô Quỳnh Nguyễn là chất lượng tạo nên thương hiệu. Vì vậy, tất cả cán bộ công nhân viên tại tiếng Anh giao tiếp cô Quỳnh Nguyễn luôn lấy cảm nhận của học viên là thước đo, lấy sự hài lòng của học viên là tiêu chuẩn và lấy sự phát triển của mỗi học viên là niềm vui, là động lực cho mọi khó khăn gặp phải trên con đường đưa đò qua sông. Cô Quỳnh Nguyễn không chắc sẽ giúp bạn trở nên giàu sang, có việc làm lương cao, nhưng chắc chắn khi đến với tiếng Anh giao tiếp cô Quỳnh Nguyễn, các bạn sẽ được trang bị một công cụ không thể thiếu để chinh phục mục tiêu trên của mình, đó chính là tự tin giao tiếp tiếng Anh và thi đạt kết quả cao trong kỳ thi tiếng Anh thương mại TOEIC để sẵn sàng hội nhập với môi trường quốc tế. Hẹn gặp các bạn vào một ngày gần nhất tại lớp học để cô Quỳnh có cơ hội chứng minh những điều trên nhé!
Tranh. Xin chào quý vị và khán giả đang cùng quay trở lại với sân bóng Tuấn Phong trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là trận đấu tứ kết 2 giữa các cầu thủ 36HAWI gặp các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Liệu ai sẽ là cái tên góp mặt ở trận bán kết để gặp các cầu thủ FC kết nối? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong khoảng 50 phút sắp tới của trận đấu ngày hôm nay. Về phía đội hình ra sân của các cầu thủ đương kim vô địch 36HAWI trong trận đấu ngày hôm nay như sau. Các cầu thủ mặc áo số 6 Văn Cường, số 10 Xuân Anh, số 16 Minh Tuấn, số 17 Hoàng Nam, số 64 Tiến Anh, số 74 Khắc Tiến và số 99 Đình Vũ. Bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU ra sân trong trang phục quần trắng áo trắng. Chân dưới cung thành bên phía tay trái sẽ là các cầu thủ số 10 Trung Hiếu, số 14 Văn Tập, số 15 Lê Tuấn, số 24 Việt An, số 27 Ngọc Linh, số 36 Nam Khánh và số 70 Minh Lộc. Ngày hôm nay các cầu thủ Thanh Hóa NEU sẽ phải đối diện với một hàng công cực khủng bên phía đương kim vô địch các cầu thủ 36HAWI. Ngày hôm nay bên phía cầu thủ 36HAWI sẽ là những người được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, cầu thủ Thanh Hóa NEU, một chú ngựa ô của mùa giải năm nay khi họ đang có một lối chơi và một kết quả cũng rất tốt. Và ngay bây giờ sẽ là một quả đá phạt dành cho cầu thủ 36HAWI. Người đứng trước bóng sẽ là Khắc Tiến và Tiến Hành. Hai cầu thủ, một trong hai cầu thủ này đang là vua phá lưới của mùa giải năm nay với 10 bàn thắng, đó chính là Tiến Hành. Tiến Anh, một pha dứt điểm của Tiến Anh nhưng bóng đã đi trên khung thành của thủ thành bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Thanh Hóa NEU. Một pha dứt điểm rất nhanh của Minh Tuấn. Vâng, trọng tài xác định sẽ tiếp tục là một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ 36 NEU. Livestream trên fanpage Hội đồng Hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội cũng như fanpage kết nối bóng đá, chúng ta hãy đưa ra những dự đoán của mình cho trận đấu ngày hôm nay. Liệu 36 NEU hay 36 HAWI sẽ là những người giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay? Vâng, xin chào Huy Thành, xin chào Doãn Hưng, xin chào hai người trưởng của 36HAWI. Ngày hôm nay những nhà đương kim vô địch sẽ đối diện với những chú ngựa ô. Liệu đội bóng nào sẽ ghi tên mình vào thi đấu ở trong trận bán kết? Huấn luyện viên Minh Tiệp. Vâng, xin được cảm ơn sướng may Minh Tiệp đã đồng hành cùng với giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội. Quả đá biên dành cho cao thủ 36HAWI. Văn Cường. Tiến Anh cũng như là Khắc Tiến là hai cầu thủ được đánh giá rất cao bên phía cầu thủ 36HAWI.
Trung Hiếu. Một pha mở bóng của Trung Hiếu nhưng Việt An đã không thể xử lý tốt trong tình huống bóng vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tiệp. Vâng, giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội năm nay là một giải lần thứ 10 và hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập của Hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội, và đang được thu hút rất nhiều những khán giả theo dõi tại sân Tuấn Phong, cũng như là khán giả theo dõi trên luồng live stream trên fanpage Kết nối bóng đá cũng như là Hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội. Và rất mong tất cả quý vị khán giả của chúng ta sẽ cùng chia sẻ để có thêm những sự theo dõi, những sự ủng hộ cho giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội mùa giải 2023. Vâng, như chúng ta đã biết thì kết thúc lượt đấu đầu tiên của vòng đấu tứ kết thì các cầu thủ Kết nối đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước các cầu thủ Kiến Trúc, và các cầu thủ Thủy Lợi đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước các cầu thủ 36 Mỏ Địa Chất. Và lượt đấu thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ là hai trận đấu tứ kết còn lại giữa các cầu thủ Công Nghiệp gặp Kinh tế Quốc dân và Thương mại gặp Fedica. Một pha mở bóng nhưng bóng đã không thể qua được cái đầu của Hoài Nam. Minh Tuấn. Vâng, Minh Tuấn là một cầu thủ đến từ Cầu Chuối, Nông Cống. Xuất thân từ Nông Cống 1. William! Bóng suýt. Vâng. Suýt chút nữa thì các cầu thủ Thanh Hóa NEU đã có thể làm nên bất ngờ. Liên tục là những pha nhồi bóng của Minh Tuấn về phía khung thành của thủ thành bên phía các cầu thủ Harawi. Một pha đánh đầu cận thành nhưng thủ thành bên phía các cầu thủ Harawi, Hoài Nam đã thi đấu xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Suýt chút nữa thì cao thủ Thanh Hóa NEU là đã tạo nên bất ngờ. Ngay sau đó thì huấn luyện viên bên phía cao thủ Công Nghiệp đã chấn chỉnh lại đội hình của mình. Hoàng Cường. Có vẻ như cao thủ Công Nghiệp đang nhường thế trận dành cho cao thủ Thanh Hóa NEU trong những phút đầu tiên. Và cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã dành cho số 36 bên phía Thanh Hóa NEU. Hoàng Cường. Dứt điểm. Một pha sút xa của Hoàng Cường ngay từ giữa sân. Đội bóng có hàng công mạnh nhất giải tính tới thời điểm hiện tại, 36 Harawi ngày hôm nay sẽ đối đầu với đội bóng có một lối chơi cũng cực kỳ chắc chắn, đó chính là Thanh Hóa NEU. Huấn luyện viên Hưng Chốc đang chỉ đạo các cầu thủ của mình rất sát ở ngay đường biên. Và ngày hôm nay anh cũng đang rất muốn đưa đội bóng của mình có thể ghi tên mình vào trận bán kết. Nam Khánh. Khắc Tiến. Vâng, trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi. Cầu thủ NEU đã phạm lỗi với cầu thủ mã số 16 Minh Tuấn.
Vâng, các quý vị khán giả đang dự đoán là HAUI thắng. Vậy thì các khán giả của Thanh Hóa NEU đâu ạ? Chúng ta hãy đưa ra những dự đoán và cổ vũ cho đội bóng của mình. Tiếp tục là một pha dứt điểm của Minh Tuấn. Có vẻ như các cầu thủ HAUI đang rất muốn sút xa khi mà hàng phòng ngự bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU đang được tổ chức rất tốt. Hoàng Cường, các cầu thủ công nghiệp đang rất muốn kéo giãn đội hình bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU ra để có thể tìm kiếm những xe hở, tìm kiếm những khe hở để có thể khoan phá vào khung thành của thủ thành. Ngọc Linh, Khắc Tiến, vâng, trọng tài xác định là một tình huống phạm lỗi kéo áo của cầu thủ mang áo số 27 Ngọc Linh bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ HAUI. Hoàng Cường. Tiếp tục là một pha sút xa của Hoàng Cường và bóng không thể vượt qua được đôi tay của thủ thành bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Khắc Tiến. Khắc Tiến ngày hôm nay đang lùi rất sâu để có thể chia bài. Tuấn Ca. Mở bóng dành cho Đình Vũ. Không qua được cầu thủ áo số 14 Văn Tập. Rất nguy hiểm, Tiến Anh. Không thành công. Tiến Anh đã có cơ hội rất tốt ở ngay trước khung thành của thủ thành bên phía các thủ thành quán NEU. Nhưng vừa rồi Tiến Anh lại xử lý hơi chậm. Đã vượt qua được 1, 2. Nhưng rồi anh lại dứt điểm quá nhẹ. Đình Vũ. Đình Vũ mở bóng cho Tiến Anh nhưng Tiến Anh đã không thể xử lý thành công. Và chắc chắn là ngày hôm nay các cầu thủ Thanh Hóa NEU sẽ theo sát Tiến Anh. Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vô phá lưới của mùa giải năm nay với 10 bàn thắng, một sát thủ thực sự của các cầu thủ 36 HAUI. Lối chơi của các cầu thủ Thanh Hóa NEU ngày hôm nay chắc chắn là sẽ là những pha treo bóng để tận dụng chiều cao của tiền đạo mang áo số 36. Người đã có cơ hội rất tốt ở những phút đầu tiên, Lê Thọ Nam Khánh. Xuân Anh. Tiếp tục là Nam Khánh. Minh Tuấn. Liên tục là những pha mở bóng dài bên phía cầu thủ HAUI. HAUI ngày hôm nay đang chọn lối chơi treo bóng dài. Còn bên phía cầu thủ Thanh Hóa NEU là một lối chơi chuyền bóng vào trong. Liệu lối chơi nào có thể giúp cho đội bóng của mình có thể ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay?
Minh Tuấn là người đã tìm cơ hội từ những cú sút xa nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả dành cho cao thủ 36 Hadawi. Sẽ là một pha chèo bóng của Minh Tuấn. Rất nguy hiểm. Vâng, cầu thủ áo số 27 bên phía Thanh Hóa NEU Ngọc Linh đang nằm sân. Tiếp tục là một pha đá biên dành cho cao thủ Thanh Hóa NEU. Sẽ là một pha rót bóng của cao thủ Thanh Hóa NEU. Tiến Anh, Khắc Tiến, Xuân Anh. Thủ thành bên phía Thanh Hóa NEU đã ra vào rất hợp lý trong tình huống bóng vừa rồi. Không qua được hậu vệ bên phía cầu thủ Thanh Hadawi. Nam Khánh. Nhịp độ của trận đấu trong những phút vừa qua đang khá là chậm khi hai đội đều đang rất muốn thăm dò đối thủ và vẫn chưa có những tình huống phối hợp hay những pha phản công nhanh. Một pha mở bóng không tốt của cầu thủ áo số 36 Nam Khánh dành cho Minh Tuấn. Thì bóng đã đi hết đường bên dọc. Tuấn Ca. Lối chơi của cầu thủ 36 Hadawi luôn luôn qua cái chân của Khắc Tiến. Cầu thủ đã có khoảng 4 năm mùa giải thi đấu tại giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội và là ông chủ của tuyến giữa của các thủ 36 Hadawi. Và trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi. Một tình huống phạm lỗi của Tiến Anh. Một pha phạm lỗi từ phía sau rất nguy hiểm của Tiến Anh. Và Tiến Anh đã phải nhận về một chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính trong trận đấu ngày hôm nay. Sẽ là một quả đá phạt dành cho cao thủ Thanh Hóa NEU. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Thanh Hóa NEU. Không qua được cái đầu của Hoàng Cường. Rất tốt. Trung Hiếu. Không thành công. Một pha mở bóng xuống đáy biên của Trung Hiếu dành cho Nam Khánh. Nhưng đã hơi mạnh và bóng đã đi hết đường bên ngang.
Phản công dành cho các cầu thủ Thanh Hóa DU. Vâng, trọng tài xác định đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Thanh Hóa DU. Trên sân hai cầu thủ bên phía Thanh Hóa 36 Hadawi đang gặp chấn thương. Vâng, tính chất của một trận đấu tứ kết khiến cho cả hai đội bóng nhập cuộc bằng một lối chơi cực kỳ thận trọng. Hiệp 1 của trận đấu đã đi qua được khoảng 20 phút và tỷ số hiện tại vẫn đang là 0-0. Chưa một đội bóng nào có thể có được bàn thắng vào tỷ số. William! Một pha dứt điểm của Xuân Anh. Một cầu thủ đã lao lên đón đường chuyền về. Và một pha dứt điểm của Xuân Anh nhưng đã không thể chiến thắng được thủ thành bên phía các cầu thủ Thanh Hóa EU. Khắc Tiến, những pha dê bóng rất lắt léo của Khắc Tiến. Nam Khánh, một vâng, trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Khắc Tiến. Sẽ là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thanh Hóa EU. Sức nóng đang căng thẳng từ trong sân và kể cả ngoài sân. Không thành công. Một pha đá phạt không thành công của cầu thủ mang áo số 27 Ngọc Linh. Vâng, và sân bên cạnh thì các cầu thủ Fenica đã mở tỷ số trong trận đấu gặp các cầu thủ Thương Mại. Một bàn thắng từ chấm penalty. Còn trận đấu này hiện tại vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và mới chỉ có hai thẻ vàng rút ra dành cho các cầu thủ Hadawi. Xuân Anh hơi cao, một tình huống căng ngang của Xuân Anh dành cho cái đầu của Hoàng Cường. Nguy hiểm, cơ hội dành cho các cầu thủ Hadawi, dứt điểm. Tiến Anh đã có cơ hội trong tình huống bóng vừa rồi, nhưng trước một hàng phòng ngự cực kỳ dày đặc của các cầu thủ Thanh Hóa EU thì Tiến Anh vẫn chưa thể tận dụng cơ hội. Vâng, những phút vừa qua liên tục là những cơ hội dành cho các thủ 36 Hadawi. Có vẻ như họ đang muốn đẩy cao nhịp độ của trận đấu trong những phút cuối của hiệp 1 này. Ngày hôm nay thì Hoàng Cường đang là cầu thủ sút xa nhiều nhất bên phía các thủ Hadawi. Tuy nhiên thì Hoàng Cường vẫn chưa thể sút trúng khung thành bất kỳ pha bóng nào. Tiến Anh, Nam Khánh, cầu thủ có chiều cao rất tốt của Thanh Hóa EU. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Các cầu thủ công nghiệp đang muốn dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Nhưng trước một
hàng phòng ngự cực kỳ dày đặc của cao thủ Thanh Hóa NEU thì cao thủ Công Nghiệp vẫn chưa thể khoan phá thành công. Khắc Tiến. Tuấn Ca. Xuân An. Khắc Tiến xử lý. Tiếp tục là Khắc Tiến. Tiếp tục sẽ là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Hadawi. Tuấn Ca. Không được. Chiều cao của cầu thủ Thanh Hóa NEU là rất tốt. Có cầu thủ chiều cao lên tới gần 1m8. Dứt điểm. Cầu thủ vừa dứt điểm là Đình Vũ. Mở bóng rất thoáng, không thành công. Khắc Tiến. Liệu có ghi bàn ở những phút bù giờ này hay không? Không được. Liên tục là những sức ép của cao thủ Hadawi. Chơi bóng. Bóng vẫn không thể qua được cái đầu của trung vệ bên phía cao thủ Thanh Hóa NEU. Đình Vũ. Mở bóng cho Tuấn Ca. Không được. Vâng. Lúc này thì trọng tài chính đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội nghỉ ra sân uống nước với tỷ số là 0-0. Một hiệp 1 chặt chẽ đến từ cả hai đội bóng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghỉ trong ít phút và sẽ quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu tứ kết 2 trong sau khoảng 5 phút nữa.
Sao trên này vẫn chưa có không? Rồi ok. Xin chào quý vị và khán giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp 2 của trận tứ kết 2 giữa các cầu thủ Công Nghiệp gặp các cầu thủ Kinh Tế Quốc Dân. Kết thúc hiệp 1, hai đội đang có tỷ số hòa 0-0. Và ngay sau đây sẽ là hiệp 2 của trận đấu. Khắc Tiến. Vâng, có vẻ như hiệp 2 thì Khắc Tiến đã được dâng cao hơn sau khi Đăng Hoàn vào sân. Cầu thủ mã số 7 Đăng Hoàn là một cầu thủ rất tốt bên phía cầu thủ 36 Hadawi. Không thành công. Pha dứt điểm đầu tiên của Đăng Hoàn từ khi được tung vào sân từ hiệp 2. Cầu thủ Hadawi phản công. Vâng, thủ thành bên phía cầu thủ Thanh Hóa NEU cũng vừa được tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Và anh đã ra vào rất tốt trong tình huống vừa rồi. Một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Một quả treo bóng của các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Tiến Anh. Không có tình huống phạm lỗi. Tiếp tục là cầu thủ Thanh Hóa NEU. Anh tắt cái mic em cái. Khắc Tiến mở bóng. Thủ thành bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU có một chiều cao cũng rất tốt và một sải tay cũng rất dài. Và nếu như trận đấu này bước vào loạt đá luân lưu thì đây sẽ là một lợi thế dành cho các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Đó là Chí Thiện. Ngọc Linh. Văn Tập. Dứt điểm. Không được. Đó không phải là một pha dứt điểm của Nam Khánh, mà đó là một tình huống căng ngang. Một pha căng ngang nhưng đã không có bất kỳ đồng đội nào có thể chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Khắc Tiến đang phải lùi sâu để chia bài. Đăng Hoàn. Rất tốt. Việt An. Ngày hôm nay các cầu thủ Thanh Hóa NEU đang có một lối chơi cực kỳ hợp lý trước nhà đương kim vô địch. Và họ đang gây ra cực kỳ nhiều khó khăn dành cho các cầu thủ 36 Hadawi.
Minh Tuấn chạy bóng. Dứt điểm. Không được. Một pha xử lý rất tốt, bước một rất tốt của Nam Khánh rồi. Nhưng tình huống dứt điểm sau này thì lại quá thiếu chính xác của Lê Thọ Nam Khánh. Một pha đánh lừa của Nam Khánh. Có vẻ như các cầu thủ công nghiệp ngày hôm nay đang muốn sút xa để tìm kiếm bàn thắng. Thì trước mặt họ là một bức tường phòng ngự bên phía cầu thủ Thanh Hóa NEU. Với những cầu thủ có chiều cao rất tốt. Nam Khánh mở bóng dành cho Minh Tuấn. Minh Tuấn đã không thể qua được Hoàng Cường. Một tình huống chơi bóng kinh nghiệm của Hoàng Cường. Ngọc Linh ghi điểm. Lần này là Ngọc Linh đã sút xa và thủ thành bên phía cao thủ Haraui đã chơi rất tập trung và đã cản phá. Một pha vẩy má ngoài trích xuất của Ngọc Linh. Theo như rất nhiều người dự đoán thì trận đấu này rất có thể sẽ bước vào loạt đá luân lưu. Nếu như kịch tính của trận đấu đẩy đến những loạt đá luân lưu thì chắc chắn lượt view của trên fanpage kết nối bóng đá cũng như hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội sẽ được đẩy lên khoảng 10.000. Cầu thủ Thanh Hóa NEU đang quay rất dắt. Ngọc Linh. Nam Khánh. Nam Khánh. Vâng, Khắc Tiến đã bị một thẻ. Vâng, trọng tài. Vâng, đã trọng tài đã rất xuất sắc với quyết định của mình, đó chính là không thẻ. Nhắc nhở Khắc Tiến. Vâng, Khắc Tiến cần phải lưu ý mình đã bị một thẻ vàng ở trong hiệp 1. Đứng trước bóng sẽ là Lê Thọ Nam Khánh. Cầu thủ có những pha sút như búa bổ. Lê Thọ Nam Khánh. Bóng đã không thể qua được hàng rào bên phía cầu thủ Haraui. Vâng, xin được gửi lời chào tới anh Lê Văn Tuấn Vũ. Anh đang on mic ở một sân khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, trọng tài xác định là một tình huống phạm lỗi. Vâng, sẽ có một chiếc thẻ vàng. Vâng, chắc chắn là như vậy. Một chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho Ngọc Linh sau tình huống kéo áo đối với Khắc Tiến. Khắc Tiến. Một tình huống phá bóng lên dành cho các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Xin chào siêu phủi Mai Đại. Siêu phủi Mai Đại hiện tại chắc chắn là đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không ạ? Một cầu thủ, một tiền đạo kỳ cựu của Haraui ở những mùa giải trước đây.
đã đưa Hadawi giành rất nhiều chức vô địch. Và hiện tại anh đang khoác áo DTS, một đội bóng rất mạnh của HPL. Tuấn Ca. Tiến Anh, Tuấn Ca mở bóng cho Hoàng Cường, không thành công. Cầu thủ Thanh Hóa NEU sẽ có sự thay đổi người. Vào sân là cầu thủ mang áo số 17 Quyền Linh, và rời sân sẽ là Văn Tập. Huấn luyện viên Hưng Bốc Lửa đang có những sự thay đổi chiến thuật của mình. Một pha dứt điểm của Đăng Hoàn. Quyền Linh đang nằm trên sân. Hiệp 2 của trận đấu đã đi qua được khoảng một nửa thời gian thi đấu chính thức và tỷ số hiện tại vẫn đang là 0-0. Vẫn chưa có một đội bóng nào có thể mở tỷ số trong trận đấu giữa cầu thủ Công Nghiệp gặp cầu thủ Kinh tế Quốc dân. Việt An mở bóng dành cho Ngọc Linh. Một pha treo bóng rất tốt của Việt An rồi. Ngọc Linh đã chọn vị trí rất tốt, nhưng anh đã không thể đánh đầu trong tình huống vừa rồi. Khắc Tiến mở bóng dành cho Tiến Anh. Rất hay Tiến Anh. Ngày hôm nay Tiến Anh vẫn chưa thể khoan phá được mảnh lưới bên phía khung thành của các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Một sát thủ của giải đấu năm nay với 10 bàn thắng. Nhưng ngày hôm nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Minh Tuấn đang là người đứng trước bóng trong quả đá biên. Đăng Hoàn, Tiến Anh. Trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi của Ngọc Linh. Vâng, Ngọc Linh cũng cần lưu ý rằng mình đã bị một thẻ vàng trước đó rồi. Nếu như mà thi đấu thiếu người thì sẽ là rất khó khăn đối với bất cứ đội bóng nào. Đình Vũ không thể qua được hàng phòng ngự bên phía cầu thủ Thanh Hóa NEU. Khắc Tiến, Đăng Hoàn, Tiến Anh, không được. Bóng trong chân của Hoàng Cường.
Vâng, trọng tài xác định sẽ là một quả đá biên dành cho các cầu thủ Thanh Hóa. Hadawi. Đăng Hoàn. Đăng Hoàn đang tìm đồng đội. Một pha ngã người móc bóng của Tiến Anh nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ là một quả phát lên dành cho các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Trận đấu tứ kết 2 đang đi qua được 40 phút thời gian thi đấu chính thức và tỷ số hiện tại vẫn đang là 0-0. Liệu đây có phải là trận đấu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ cần đến loạt luân lưu để tìm ra đội giành chiến thắng và bước vào vòng bán kết hay không? Mười phút dành cho cả hai đội bóng. Những khán giả trung lập đang mong muốn theo dõi loạt đấu luân lưu, nhưng suýt chút nữa thì các cầu thủ Thanh Hóa NEU đã không cho quý vị khán giả được thưởng thức khi họ đã có một tình huống rất nguy hiểm. Một tình huống thi đấu ngẫu hứng của thủ thành bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Hai thủ môn đang đều thi đấu rất hay. Đình Vũ. Bóng vẫn tiếp tục trong chân của Đình Vũ nhưng không thể qua được cầu thủ thứ ba bên phía cầu thủ Thanh Hóa NEU. Tiếp tục là Đình Vũ, Tiến Anh. Khắc Tiến. Vẫn là Khắc Tiến. Không được. Khắc Tiến đã có vẻ như là đã hết sức sau khi vượt qua được khoảng hai cầu thủ bên phía Thanh Hóa NEU. Khắc Tiến đã mất trụ sau pha qua người và anh đã dứt điểm hơi thiếu chính xác trong tình huống bóng vừa rồi. Minh Tuấn. Trọng tài xác định sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ Hadawi. Một pha dứt điểm. Bóng đi sát sạt xà ngang bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NEU của Khắc Tiến. Có vẻ như thế trận bế tắc khiến cho các cầu thủ Hadawi đang rất muốn tận dụng những cú sút xa của mình. Và trên sóng live stream hiện tại thì những cổ động viên bên phía Hadawi đang rất sốt ruột. Minh Tuấn. Không được. Ngọc Linh đã xử lý bóng không tốt trong tình huống vừa rồi. Đình Vũ. Hoàng Cường. Tuấn Ca mở bóng rất tốt dành cho Khắc Tiến. Nhưng ngay sau đó thì Khắc Tiến đã tạt bóng quá thiếu chính xác. Vâng, trận đấu ngày hôm nay đang đi về những phút cuối cùng. Chỉ còn khoảng 5 phút thi đấu chính thức nữa thôi.
Rất có thể trận đấu này sẽ là trận đấu tứ kết đầu tiên sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu. Nam Khánh. Có vẻ như Nam Khánh đang rất muốn hai đội không cần phải bước vào loạt đá luân lưu. Xin chào giám đốc Lệnh Tĩnh. Một pha đánh đầu với chiều cao rất tốt của cầu thủ Thanh Hóa NEU nhưng bóng đã đi hơi cao. Vâng, tỷ số hiện tại bên phía cầu thủ Fenica gặp Thương Mại đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Fenica. Vâng, xin chào cầu thủ Lê Xuân Tú của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Và hiện tại Xuân Tú đang khoác áo cầu thủ Quảng Nam. Xuân Tú là một người con của Thanh Hóa. Và hôm nay anh đang cổ vũ cho các em sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội. Không được rồi. Vẫn đang là một lối chơi cực kỳ chắc chắn, biết mình biết người của Thanh Hóa NEU trước các nhà đương kim vô địch 36HAUI. Đăng Hoan. Tuấn Ca. Vâng, một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ mang áo số 10 Trung Hiếu. Sẽ là một quả đá phạt trực tiếp rất gần với khung thành của thủ thành bên phía cầu thủ Thanh Hóa NEU. Liệu đây có phải là cơ hội dành cho các cầu thủ công nghiệp để có thể mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay hay không? Vâng, tỷ số trận đấu đang là 0-0 và tỷ số thẻ vàng hiện tại đang là 2-2. Chia đều cho cả hai đội, một trận đấu cực kỳ cân bằng. Đây sẽ là một cơ hội rất lớn dành cho các cầu thủ HAUI. Người đứng trước bóng sẽ là Đăng Hoan. Tuấn Ca. Một pha dứt điểm rất căng của Tuấn Ca. Rất may đã có Việt An. Việt An đã cản phá bóng trong tình huống vừa rồi. Một pha dứt điểm cực căng của Tuấn Ca. Tỷ số của trận đấu vẫn chưa được mở. Chúng ta hãy cùng xem lại một bài đá phạt rất hay. Đăng Hoàn nhả ra cho Tuấn Ca và chỉ có cái lưng của Việt An mới có thể ngăn cản bàn thắng dành cho cầu thủ HAUI. Khắc Tiến. Hoàng Cường vẫn không qua được phòng hàng phòng ngự bên phía cầu thủ Thanh Hóa NEU. Đăng Hoàn. Đình Vũ. Rất tốt. Một tình huống để bóng chạm tay của Trung Hiếu. Vâng, trên sóng live stream hiện tại đang có khoảng 200 lượt xem và cổ vũ cho cả hai đội bóng. Và rất mong rằng đến khi trận đấu này bước vào loạt luân lưu thì sẽ là khoảng 1.000 người xem. Quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng bấm những nút chia sẻ. Một tình huống bóng đã lọt xuống đáy sân nhưng Tuấn Ca đã không thể
xử lý thành công trong tình huống vừa rồi. Vâng, trận đấu đang đi về những phút bù giờ và tỷ số hiện tại vẫn đang là 0-0. 50 phút thi đấu chính thức của trận đấu đã kết thúc và hiện tại đang là những phút bù giờ. Cả hai đội bóng đều đang có những tính toán của mình. Đình Vũ, Đăng Hoàn. Vâng, trọng tài xác định sẽ là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ Kinh Tế Quốc Dân. Chỉ còn khoảng vài phút bù giờ nữa thôi, chúng ta sẽ được theo dõi loạt đá luân lưu. Sẽ là những màn luân lưu cân não. Trọng tài chính đã nhìn đồng hồ. Vâng, trọng tài chính đã thông báo với ban tổ chức chúng tôi sẽ là 2 phút bù giờ. Và đã qua được 1 phút rồi. Các cầu thủ Công Nghiệp đang rất mong muốn tìm kiếm bàn thắng và tỷ số và họ không muốn bước vào loạt đá luân lưu. Tuy nhiên thì các cầu thủ Thanh Hóa NEU không cho họ làm điều đó. Ngọc Linh không thành công. Khắc Tiến, liệu ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở những phút bù giờ này đây? Vẫn còn. Bóng vẫn còn. Một pha phá bóng rất mạnh của Trung Hiếu. Vâng, thời gian thi đấu của trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Rất hồi hộp bên phía cả hai đội bóng. Và nếu có bước vào loạt đá luân lưu thì xin mời quý khán giả chúng ta sẽ đừng rời mắt khỏi màn hình. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi loạt đá luân lưu và cổ vũ và theo dõi coi đội bóng nào sẽ bước tiếp vào vòng bán kết. Tiến Anh! Vâng, trọng tài xác định đã không có tình huống phạm lỗi. Cầu thủ Thanh Hóa NEU phản công. Căng ngang. Dứt điểm. Bất ngờ. Bất ngờ đã xảy ra. Thanh Hóa NEU 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Thanh Hóa NEU ở những giây bù giờ cuối cùng. Cầu thủ Công Nghiệp đã thi đấu quá thiếu tập trung. Cầu thủ Công Nghiệp đã thi đấu quá thiếu tập trung ở phút cuối cùng. Một không dành cho cầu thủ Thanh Hóa NEU. Vâng, trọng tài rất khoát với quyết định của mình. 1-0. Và nếu như kết quả này xảy ra thì cầu thủ Harawi sẽ trở thành những nhà cựu vô địch. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Công Nghiệp. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống vừa rồi. Vâng, 1-0. Chúc mừng các cầu thủ Thanh Hóa NEU khi họ đã có được bàn thắng một tỷ số. Và những phút sắp tới sẽ cực kỳ gay cấn. Vâng, liệu đây có phải là bất ngờ của giải đấu năm nay hay không? Nhà đương kim vô địch nhưng đang bị dẫn trước ở những phút bù giờ. Cầu thủ Thanh Hóa NEU đang rất muốn được bảo toàn cái tỷ số này để họ sẽ trở thành đội bóng bước tiếp vào vòng bán kết.
Vâng, một kết quả cực kỳ bất ngờ. Nhưng quý vị khán giả đang rất bất ngờ với tỷ số hiện tại khi Thanh Hóa NEU đang là những người dẫn trước. Nhà đương kim vô địch. Nhưng ngày hôm nay họ đang gặp phải đội bóng chơi rất chắc chắn với bằng một lối chơi rất kỷ luật của huấn luyện viên Hưng Lửa. Vâng, và sân bên cạnh thì các cầu thủ Fenica đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Thương Mại. Và họ sẽ gặp các cầu thủ Đại học Thủy Lợi ở trận bán kết 2. Còn trận đấu này, liệu đội bóng nào sẽ gặp các cầu thủ kết nối ở trận bán kết này? Đó sẽ là Thanh Hóa NEU hay là 36 Hadawi? Khi trọng tài chưa thổi còi thì trận đấu vẫn còn. Và vẫn còn cơ hội dành cho 36 Hadawi. Khắc Tiến! Vâng! Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Xin chúc mừng các cầu thủ Thanh Hóa NEU. Họ đã ghi tên mình vào vòng bán kết và gặp các cầu thủ kết nối. Xin chia buồn và xin chia tay các cầu thủ 36 Hadawi, những nhà đương kim vô địch. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những trận đấu tại vòng bán kết vào sáng Chủ nhật tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.